Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Bất động sản Tiềm năng. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu dự án The Global City quận 2. Và như quý vị đã biết, The Global City là một khu đô thị mới sẽ ra mắt trong năm 2022, tọa lạc ngay trung tâm phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, do Master Rise Home phát triển. Dự án còn được biết đến với tên gọi là khu đô thị Sài Gòn Bình An, có quy mô hơn 117 hectare với đầy đủ các loại hình từ căn hộ, nhà phố, biệt thự. Cùng với đó là những tiện ích giải trí cao cấp hàng đầu của thành phố Thủ Đức như là golf, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế và các dịch vụ cao cấp khác. Với tổng quan, vị trí xây dựng nằm ngay mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, thành phố Thủ Đức. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn, thành viên của tập đoàn Master Rise. Đơn vị xây dựng dự kiến là An Phong, Delta. Đơn vị thiết kế là Foster & Partner, công ty của nước Anh. Đơn vị phân phối dự kiến là Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Thuận Hùng với mật độ xây dựng 30% gồm 2 phân khu. Hai phân khu gồm khu nhà ở 22 hectare với 193 nền biệt thự, nhà liên kế sân vườn và hai block chung cư với 132 căn hộ cao cấp, 8 căn penthouse, khu liên hợp sân golf rộng 92 hectare với các công trình nghỉ dưỡng như khu spa, sân golf 18 lỗ. Loại hình sản phẩm của dự án này là nhà phố, biệt thự, shop house, office tower. Với tiện ích nội khu của The Global City hơn 100 diện tích được kiến tạo cho cuộc sống đẳng cấp như trung tâm thương mại, căn trệt thương mại shop house, trường học, hồ bơi tràn bờ, rạp chiếu phim, nhà trẻ, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, đường dạo nội khu. Quy mô dự án The Global City với tổng diện tích là 117,4 hectare, mật độ xây dựng chỉ khoảng 30%. Dự án được chia làm hai khu là khu nhà ở 22 hectare và khu sân golf 92 hectare. Đối với khu nhà ở 22 hectare, bao gồm 193 căn biệt thự, nhà liền kề có sân vườn, 20 tháp chung cư với khoảng 10.000 căn hộ cao cấp và 80 căn penthouse. Các căn chung cư với diện tích đa dạng từ 50 đến 150m². Còn khu sân golf 92 hectare bao gồm sân golf 18 lỗ, khu nghỉ dưỡng và khách sạn 400 phòng. Dự án The Global City có quy mô rộng lớn và nằm cạnh sông Rạch Chiếc, nên các dân cư tại đây được sở hữu các tiện ích như là bến du thuyền, trung tâm thương mại, công viên cảnh quan, hồ bơi, khu thể dục thể thao, phòng gym, spa và hệ thống sân golf 18 lỗ. Nằm tại trung tâm phường An Phú cũng như thành phố Thủ Đức, nên The Global City tiếp cận được các tiện ích ngoại khu như là chợ Thạnh Mỹ Lợi, chợ Cát Lái, bệnh viện đa khoa quận 2, hệ thống trường học các cấp. Và những lý do sau đây khiến nên chủ đầu tư nên đầu tư vào dự án. Thứ nhất, chủ đầu tư dự án uy tín và các đối tác cùng triển khai đều là những đơn vị danh tiếng trong nghề, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng dự kiến được đề ra. Thứ hai, dự án được cấp phép rõ ràng, đầy đủ các thủ tục giấy tờ pháp lý, bởi thế mà khách hàng khi xuống tiền mua sản phẩm sẽ không phải lo lắng về thủ tục pháp lý cũng như tránh được sự rủi ro cho số tiền của mình. Thứ ba, vị trí dự án The Global City, Sài Gòn Bình An, tọa lạc nằm trong khu vực trọng tâm phát triển khu đông với tiềm năng sinh lời cực cao nhờ giao thông thuận tiện, cảnh quan trong lành và tiện ích hiện hữu đẳng cấp. Thứ tư, yếu tố vị trí tọa lạc giúp cho dự án gia tăng giá trị sản phẩm, tính thanh khoản của dự án được đề cao, đánh giá cao trong tương lai. Thứ năm, dự án được quy hoạch đồng bộ, khoa học và sở hữu quy mô lớn nhất quận 2 hiện tại, trở thành một biểu tượng mới trên thị trường bất động sản quận 2 hiện nay. Thứ sáu, chủ đầu tư đưa ra phương thức thanh toán linh hoạt, tiến độ thanh toán theo thời gian hoàn thiện sản phẩm, và đặc biệt là mức giá bán ưu đãi, hấp dẫn cho mọi khách hàng và nhà đầu tư. Thứ bảy, tiện ích nội khu và ngoại khu của dự án được đánh giá cao. Các hạng mục tiện ích của dự án nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về an cư, đầu tư sinh lời hàng đầu cho mọi cư dân. Thứ tám, dự án cung cấp cho khách hàng đa dạng loại hình sản phẩm, thiết kế và diện tích để khách hàng lựa chọn cho mình một số sản phẩm lý tưởng cho an cư, sinh lời. Và cuối cùng,
Không gian sống xanh dự án được đánh giá cao nhờ mật độ xây dựng của dự án thấp, còn phần diện tích còn lại được dành cho mảng sống xanh, cảnh quan trong lành, tươi mát. Và đó cũng chính là lý do mà tại sao đầu tư vào dự án The Global City sẽ là một quyết định đúng đắn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết về dự án, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0909 477 288 gặp Phước Sửu để được chi tiết tư vấn hơn về dự án The Global City. Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp và giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của quý vị liên quan đến dự án. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật vui vẻ và một ngày bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần tới.